Pinong Xuong Diep khe hừ xám ón chắc quy định của pháp luật trong việc dùng mạng xã hội. Tỉnh đoàn Lạng Sơn đã cấp 6 ký ngành chức năng tấn sành tuyên truyền mưa luật an ninh mạng hừ ký cần ón pi. Nấy la ký cần dùng mạng xã hội lại. Thì lý chấm không vận càn này, việc dùng mạng xã hội đã hăn vằn càng lai, cần nâng dùng đầy lai mạng xã hội, bận cả Facebook, Zalo, Viber, thép ban ảnh và thông tin khẩn mạng. Sẵn việc âu mà lai mòn đây, vừa mọi cần mới chắc dùng đây, la tái thân hết óc lai mòn mí đây. Thì đã quá việc hết xá pháp luật tẩy mạng, phản càng hăn mì lai phức tạp, bận cả mí bao đầy ổn yên tẩy mạng, văn ký tin mí chữ chăn, ký tin mí đây, hết xá thân tổ chức cần dân, chấp âu mà OTP, liền lào khai của cái quá mạng xã hội, sim chèn online, khai hàng đa cấp, thè chấp âu của cái, hết mí đây thân ổn yên xã hội. Tôi sống việc này, thè thon tại ký cần ổn pi và thắng cả cần dân, thông rõ mở luận an ninh mạng, bữa cách hết lao lé của bong rất thù, ký liền lào chấp âu của cái tỉnh mạng. Tứ pi thông xiên nhì thiếp nhì thân này, phòng an ninh mạng và phòng tàng hàn tội phạm dùng công nghệ mới công an tỉnh đã cấp 6 ký cơ quan trường thon tấn thành tuyên truyền mở luật an ninh mạng và cách dùng mạng xã hội hử tham xiên hốc bác lai tấy tư lục tư khai đẩy cầu ban tuyên truyền mở an ninh mạng tàng hàn sóng vong tội phạm công nghệ mới hử thông xiên lai đảng viên. Quá tuyên truyền có phấn hết thử cần dân, nhất là xám ón chắc đầy pháp luật, tổng thi chắc dùng mạng xã hội đầy đây đầy ngắm. Hân đầy mòn cần diếu của luật an ninh mạng thì đã quá tỉnh đoàn Lạng Sơn đã khai lai ban tuyên truyền mở ký quy định của luật thân ký cần ón pi. Ký pi đã quá đã khai lai ban tuyên truyền cáp hạp mở luật an ninh mạng qua ký ban sinh hoạt hội họp, các tuyên truyền phối bác, sóng tuyên truyền chiếu video clip, quán nể cung ứng lai kiến thức cần diếu và ban ký cần ón pi, dừng trung tim chơi trình thạc, sóng vong thất thủ, mỹ khẩu ký tỉ mì nà lai cần, the hết hồn hạo, mưa ổn yên xã hội, hết xá pháp luật. Ký cơ sở đoàn sừng thị tuyên truyền thon ký cần ón pi, chắc dùng mạng xã hội đây, mỹ ít hử nầu và xã hội mỹ băng ký tin mỹ chữ chăn ký hình ảnh mỹ đây tổng thị thân tài dường trung bản lĩnh chính trị hử xám ón the tàng hàng sáu ký tin mỹ đây mỹ chữ chăn xuống tỉnh mạng tứ pi thao xiên nhì thiết nhì thân hại ký cấp bộ đoàn đà các hạp khai đầy hà thiết ban tuyên truyền mở dùng ký tin tỉnh mạng mỹ thao xiên hà bác lai cần ón pi xảy thon. Đoàn trường đã lồng thêm thân việc son hư cái lục thư dùng mạng xã hội vận thư đại chúng, son cả xe cái nọng han đầy mòn đầy của mạng xã hội, lồng thêm vừa dùng mạng xã hội. Sang việc son trang xét bong đọng nhằng son quá mạng xã hội, trường cũng khai lai pan son xe bong đọng chắc dùng mạng xã hội đầy đây. Cản hai tứng cơ sở đoàn hội liên hiệp xám ón xảy tặng có ký trang mạng xã hội, thê rộng được xám ón xảy tham gia, thông tin ký việc hết. Tổng thị cũng la phương tiện nâng, thê tặng làn sáu ký tin, mí đây, mí chữ chăn tỉnh mạng xã hội. Ký cơ sở đoàn đã có phần ký tổ nhóm xuống tỷ vuông, đơn vị, hạp sáu tứng cần ón pi, quán nể cáp hạp hết theo chỉ đạo của tỉnh đoàn và ban chỉ đạo tham tiếp hạ của tỉnh, xây nảy ký huyện thành đoàn nhằng tặng có ký chuyên mục tứng phản mì tin đây nâng, tứng tuần mì cầm tiện đây tỉnh nâng, có phần biết tính ký việc hết đây, bỏng cương đây, trang xám ón và trang cần dân. Chúng tôi cũng bong đầu mì cái trang web tỉnh đoàn cái trang Facebook khe xám ón mì tỷ khe ao thông tin cần diếu bong lầu dùng mạng khe tuyên truyền son cả xám ón tối hạ khi cấp bộ đoàn sẽ dường thì hết xảy căn lai bản pháp tuyên truyền thon tải dường thung nằm nghỉ hử cán bộ và ký cần ón pi mượn dùng mạng xã hội đăng tải văn ký tin đây
quán nể cọp phấn thon tài ký mòn đây hử xám ón nhất la tứng cần ón pi sẽ la ký tuyên truyền viên đây nâng mí the ký bong cần sầu lau hất ký việc mí đây lập thì tuyên truyền mửa ký cảm tiền đây ký bỏng cương đây trăng tẩy thồng the mỏi cần y thon.